lắm, nó ngang mắt cũng được. Đi cầm thời gian em, đi chút. Ai à? Thì 18 rẻ, 15 giờ rẻ trái nè. Rẻ trái đi luôn anh. Không chứ đừng lại mát mát mình đi, đâu có cần đâu. Đi xuống dưới đi. Đứng bữa nào nhiều nhìn nhà mát mát. Đem đường nào mát đi. Tìm đường mát đi. Tìm đường mát đi. Chôm chôm ăn cục ở đây, cua sering bên này đấy. Bây giờ đi ăn chết. Đúng rồi, bông trang á. Đường Greyland. Cốc, cái cốc, cái cốc. Cái này là lũ nè. Lũ trái quá trời nè. Đó. Còn này là cái cốc. Cái cốc. Mon cốc. Trái cốc non. À. Đã quá. Việt Nam thường rồi là không được hái cái này nè mà có được ăn. Bến trường có đưa con này là hai chú mai chú thủy nè. No, trái cốc. Dạ em. Trái cốc. Cây này là cây tắc đây. Cây tắc. Bây giờ đang tìm đường đi đến tiệm cháo ép. Ô, cây xoài quá trời trái kìa. Xoài à? Bằng cây xoài có nhà mình không anh? Cái xoài đó ta. Dạ, quá trời trái luôn. Mấy lá xoài này cuốn, gọi cuốn ăn ha. Bên đây, bên đây, bên đây. Ngay hướng của mình luôn á, hướng mình đang đi á. Là số 13, mình đi xuống số 9. Này số 13 mình xuống số 9. Chuyển tiền nhanh vậy.
thứ chín á, thôi dư kế nữa đó. Anh sẽ kiếm một cái tiệm anh ngồi mình gặp mà nhau đây, ở bên đây. Đó nha. Anh không ngồi đó đâu, anh nói rồi mà. Đây. Ở bên đó, nói gì? Nói gì? Kéo thêm ghế đây nè.